Kính chào quý vị và bà con. Trước mặt của Thu Hoa đây là một siêu phẩm máy ép cám viên S150 do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sản xuất. Áp dụng những tính năng mới nhất của công nghệ hiện đại, khắc phục những nhược điểm và hạn chế của những dòng máy ép cám viên thông thường, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã cho ra đời dòng sản phẩm máy ép cám viên S150 nhằm gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí và công sức tốt nhất dành cho bà con. Như mọi người đang thấy, máy ép cám viên S150 được thiết kế rất là gọn nhẹ, có bệ lắp bánh xe giúp dễ dàng di chuyển. Khung máy được thiết kế rất là dày và chắc chắn. Toa nạp nguyên liệu có dạng hình phễu, giúp dễ dàng đưa nguyên liệu vào trong. Mặt sàn được tôi bằng thép dày 2cm và được tiệm CNC từng mặt sàn, đảm bảo cho độ bền của mặt sàn trong quá trình sử dụng. Phần cối máy được đúc 100% bằng gang. Có hai chốt siết quả lô giúp điều chỉnh củ lô gần với mặt sàn. Hệ thống dao cắt cám giúp điều chỉnh được độ dài ngắn của viên cám. Cửa xạ được thiết kế dốc xuống giúp dễ dàng đưa viên cám ra ngoài. Và điều đặc biệt nhất đó là máy ép cám viên S150 được thiết kế cầu hộp số ô tô giúp ổn định cường độ hoạt động, tăng tốc vận hành nên cho năng suất lên đến 100-150 kg/h. Máy được lắp động cơ 3-3,5 kW, sử dụng dòng điện 1 pha hoặc 3 pha đều được. Động cơ sử dụng tốc chậm 1450 vòng trên 1 phút và motor là motor toàn phát 100% lõi đồng. Nguyên lý hoạt động của máy thì khá là đơn giản. Khi máy làm việc, động cơ sẽ truyền một lực xuống trục quay, mặt sàn chuyển động, hai con lăn quay quanh trục có nhiệm vụ nghiền và ép những nguyên liệu như là ngô nguyên hạt, rau bèo, cua, cá, ốc nhỏ, cám làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Ngoài ra còn có thể ép phân dê, phân hữu cơ, phân trùng quế, phân vi sinh làm thức ăn cho cây trồng. Kèm theo máy, bà con có thể lựa chọn mặt sàng 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly phù hợp với nhu cầu vật nuôi. Và sau đây, nhân viên kỹ thuật của công ty Bình Minh sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bà con về cách hoạt động và vệ sinh máy ép cám S150. Đầu tiên, đó là lắp đặt và sử dụng máy. Bà con lắp đặt máy ở nơi bằng phẳng, khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt sẽ gây hỏng động cơ. Kiểm tra máy kỹ trước khi cắm điện, đảm bảo không có dị vật rơi vào máy hoặc có trong nguyên liệu. Nguồn điện cung cấp cho máy cần được ổn định. Tiếp theo là cách sử dụng máy. Khi mới mua về, cần có khâu làm trơn sàng vì là máy mới 100% nên mặt sàng vẫn còn độ nhám, chưa trơn. Bà con nên chạy máy với nguyên liệu bột cám không khoảng 2-3 tạ cám để làm trơn mặt sàng rồi mới sử dụng nguyên liệu thô cho những lần ép sau. Khi phối trộn nguyên liệu cần đảm bảo độ ẩm đạt từ 10-20%. Và sau đây, Thu Hoa sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bà con về cách làm trơn sàng. Bước 1. Chuẩn bị 30kg cám gạo trộn với 3 lít nước. Bà con nhớ phải sử dụng cám gạo trước vì trong cám gạo có dầu, rất dễ giúp làm trơn sàng. Bước 2. Dùng cơ lê nối lòng hai con ốc hãm ở phần con ốc dài. Sau đó dùng tay siết hai con ốc dài xuống, kiểm tra phần trục con lăn phía bên trong máy. Nếu như hai trục con lăn cứng bằng nhau thì ta bắt đầu làm cám. Nếu như một bên lỏng và một bên cứng, ta dùng cơ lê siết đầu con ốc dài của bên con lăn lỏng sau cho chặt bằng trục con lăn bên kia. Bước 3. Đổ nguyên liệu ngập 1/3 trục con lăn, sau đó bật con át khởi động cho máy và bắt đầu làm việc. Dùng cơ lê siết con ốc dài bên trái một vòng, bên phải một vòng. Nếu thấy cám ra đều thì để cho máy tiếp tục hoạt động. Còn nếu như vẫn ra một cám, ta dùng cơ lê siết tiếp mỗi bên nửa vòng để ra cám ổn định. Bà con lưu ý, trong quá trình hoạt động và siết trục con lăn, không được để hết nguyên liệu trong buồng làm việc. Bước 4. Vệ sinh máy. Khi nguyên liệu được ép gần hết, bà con chừa lại khoảng một bát to nguyên liệu, thêm 2-3 thìa dầu ăn hoặc sử dụng hỗn hợp 50% cám, 50% rau để thông sàng mà không cần tháo sàng vệ sinh thường xuyên. Tiếp theo là bảo quản cám sau khi ép. Trong quá trình ép cám, máy sinh nhiệt từ 50-70 độ nên khi ra cám bà con sẽ thấy viên cám nóng. Cần hong khô trước khi đóng bao để viên cám tránh bị mốc, hoặc bà con có thể sử dụng trực tiếp cho vật nuôi ăn. Mô hình sản xuất hiện nay thì máy ép cám viên chính là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu của bà con trong chăn nuôi. Và Thu Hoa tin rằng máy ép cám viên S150 của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chính là sự lựa chọn hàng đầu dành cho bà con.
trung gian, bảo hành lên đến 6 tháng. Và bà con yên tâm, khi hết bảo hành, công ty vẫn sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật tốt nhất dành cho bà con. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất dành cho bà con. Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của công ty chúng tôi. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con ở những video sau.